Huy xin kính chào tất cả các chị và các bạn đang theo dõi kênh xe cũ miền Nam. Thì hiện tại bên Huy đang có rất là nhiều những cái sản phẩm xe sedan dòng 5 chỗ đang được trưng bày tại showroom công ty. Xe đã được làm Maruguri. Thì trong đó thì một sản phẩm mà Huy thấy khá là chất lượng và Huy cũng sẽ giới thiệu cho anh chị và các bạn để mình xem qua về sản phẩm. Đây là chiếc xe Mazda 3 phiên bản 2.0. 2.0 là phiên bản cao cấp nhất của dòng Mazda 3 nha các anh chị. Được sản xuất vào năm 2016, xe cá nhân đi, gia đình sử dụng rất là kỹ luôn. Hiện tại thì xe này đi được 60.000 cây số. Và giá bán thì khá là hợp lý các anh chị, 513 triệu. Và xe này thì gốc thành phố, anh chị nào có hộ khẩu thành phố sẽ tiết kiệm được 20 triệu phần phí biển số. Với kiểu dáng thiết kế rất là đẹp, cùng với đó là mâm đa chấu các anh chị. Mâm đa chấu là xe này là mâm sử dụng mâm 18 in luôn các anh chị nha. Đó. Thì chất lượng xe thì Huy sẽ đi một vòng cho anh chị xem. Màu nâu vàng nha các anh chị. Đèn pha là sử dụng đèn xenon, có đèn chiếu sáng ban ngày dạng LED luôn các anh chị. Có rửa đèn pha luôn. Kiểu dáng thiết kế khá là đẹp và chất lượng xe này thì anh chị không kêu vào đâu được. Huy đã kiểm tra rất là kỹ lưỡng và cũng đã thử xe rồi. Đó, cảm nhận về chất lượng của xe khá là ok các anh chị. Đó, cho anh chị nào đang có nhu cầu mua về sử dụng cho gia đình một chiếc xe rộng rãi thì anh chị lấy chiếc Mazda 3 này. Thì Mazda 3 là một chiếc chiếc xe phân khúc hạng C luôn các anh chị nha, hạng C rất là rộng luôn. Đó, vỏ Michelin còn rất là dài luôn. Đó, phân khúc hạng C. Toyota thì có Corolla Tiq các anh chị, còn Mazda thì có Mazda 3. Đó là những chiếc xe mà phân khúc khá là rộng rãi. Option rất là nhiều luôn. Có công tắc ra và cửa thông minh này các anh chị. Cùng với đó là có cửa sổ trời luôn ha, có cửa sổ trời luôn. Đó, mọi thứ thì bên Huy đã kiểm tra rất là kỹ lưỡng, anh chị yên tâm ha. Đó, và Huy sơ bộ ngoại thất cho anh chị nắm. Đó, mọi thứ thì được bên Huy kiểm tra kỹ lưỡng, anh chị hoàn toàn yên tâm. Bên Huy luôn cam kết đảm bảo tình trạng xe không bị đâm đụng, không bị ngập nước ha. Và anh chị mua xe về chỉ việc lấy xe về và sử dụng thôi, không cần phải làm bất kỳ cái vấn đề gì cả. À, xe rất là đẹp luôn rồi. Thì anh chị nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ sớm để Huy tư vấn rõ hơn về giá cũng như là về thủ tục để sử dụng sản phẩm này nha các chị. Và hiện tại thì thời điểm gần đây thì Huy hay đi tỉnh mua xe, cho nên trước khi mà đến thì anh chị liên hệ trước để Huy sắp xếp công việc để hỗ trợ các anh chị về tư vấn được kỹ lưỡng hơn. Đó, cũng như là anh chị gọi cho Huy trước khi mà đi xem xe để Huy xem sản phẩm còn hay không, để đỡ tốn thời gian của các anh chị. Và sơ bộ phần ngoại thất thì tiếp theo Huy sẽ mời các anh chị cùng Huy xem chi tiết phần nội thất bên trong sản phẩm để mình đánh giá về chất lượng của chiếc xe này như thế nào nha các anh chị. Và anh chị nào đang có nhu cầu đổi xe hoặc là bán xe thì anh chị cứ liên hệ, Huy sẽ định giá tốt cho anh chị, cũng như là đến trực tiếp tận nhà để xem xe, thực hiện giao dịch với các anh chị được nhanh chóng và thuận tiện. Ok, rồi, mình đi xem nội thất ạ. Xe trang bị chìa khóa thông minh các anh chị nha. Và xe này thì có mở bằng cốp bằng chìa khóa. Đó, mình chỉ cần bấm giữ trong vòng 2 giây đó, là cốp tự động mở ra. Đó, đây anh chị xem. Đó, rộng rãi ha, có ống trùm à, rồi đây vỏ xe anh chị thấy ha. Ok các anh chị, rộng rãi ha, cốp đựng đồ rộng rãi. Và đây nội thất bên trong màu đen, da là da cao cấp cùng với nhựa cũng vậy các anh chị. Đây là bản 2.0 bản cao cấp, cho nên tất cả những chi tiết nhựa da ở những đường chỉ mai đều được sử dụng đều là cao cấp hết các anh chị. Vị trí bật lên xuống thì có trang bị ốp chống trầy rộng rãi. Đó, gia đình đi sử dụng thoải mái các anh chị, ghế ngồi cũng rất là thoải mái luôn. Do đục lỗ nha các anh chị nha. Đây bề tựa tay, đó có ly nước, ly đựng cà phê, hộp số thì xe trang bị hộp số tự động 6 cấp các anh chị. Đó, và đây những cái nấm điều chỉnh mang đặc thù của Mazda, rất là trẻ trung và nhìn với sự bố trí hài hòa hợp lý, rất là sang trọng và hiện đại các anh chị. Có cả cửa sổ trời luôn với
phiên bản cao cấp, à, rất đẳng cấp nha anh chị. Mazda, à, Mazda 3. Xe được trang bị túi khí ra anh chị, à, khá là nhiều túi khí, 6 túi khí ha, được trang bị trên Mazda 3 này, 2016. Nhưng mà Mazda 3, à, với những kiểu dáng thiết kế cùng với những option công tắc ra và cửa thông minh các anh chị, à, đã giúp cho, à, khách hàng, à, có những trải nghiệm tuyệt vời khi mà di chuyển trên đường. Đó, tapi cửa ha, còn rất là mới và đẹp. Đó, nội thất mọi thứ gương gập điện luôn anh chị nha. Đó. À, xe trang bị, à, rất là nhiều ghế chỉnh điện, à, ghế đồ chỉnh điện hết các anh chị. Và da ghế rất chất lượng luôn, da độc lõ nha. Ngồi, à, ở trên ghế của Mazda thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái độ ôm và độ, à, à, vững vững chắc ha, khi mà ngồi. Đây, đồng thời đánh tay điều khiển giọng nói các anh chị và điều chỉnh âm lượng, à, và xe thì có lại chỉ số trên, vô lăng luôn, khởi động bằng nút bấm start top. Đó, mọi thứ khá là ok, hệ thống điều hòa tự động luôn các anh chị. Huy sẽ nổ máy ha để anh chị và các bạn cảm nhận về cái, chất lượng của chiếc xe. Đó, à, với một thiết kế rất là đẹp mắt, à, ở màn hình táp lô, à, cũng như là về hệ thống, à, đây có đầm, à, điện thoại nè, rồi có, à, dẫn đường luôn các chị nha. Đó, rất là nhiều những cái, option, trên cái hệ thống và cái ứng dụng này chúng ta có thể là điều chỉnh bằng cái nút ở dưới này, xoay rất là tuyệt vời luôn các chị. À, có đầu đêm đi, có tích hợp tính năng, à, rất là hay, đó là tính năng dẫn đường. À, hệ thống những cái tính năng như là hệ thống, ổn định điện thân xe, hệ thống hỗ trợ khang nhân dốc đều có đầy đủ hết các anh chị. Và đây có hệ thống, LED đèn nữa anh chị nha, điều chỉnh, độ cao thấp của đèn. Ok, nó báo là chìa khóa, đang, rời khỏi xe, à, mà chưa tắt máy. Và một điểm nữa các anh chị, Huy quên, nói, xe này có, hiển thị cái, đồng hồ tốc độ ở trên màn hình táp lô luôn nha. Cái màn hình ở phía trên này các anh chị. Rồi, mình sẽ đi xem qua về phần động cơ. Động cơ 2.0, à, 2.0 rất là khỏe luôn. Và với những cái công nghệ hiện đại của Mazda thì, nó sẽ có được những cái tính năng là, vừa khỏe nhưng lại tiết kiệm nhiên liệu nha các anh chị. Tiết kiệm nhiên liệu. Đó. Còn động cơ thì anh chị như anh chị thấy, từng bộ lon con trắng, từng giấc điện, mọi thứ còn rất là mới và đẹp. Anh chị mua về sử dụng cho gia đình rất tuyệt vời luôn các chị. Với mức giá chỉ có 513 triệu thôi thì Huy nghĩ đây là một trong những cái sản phẩm mà rộng rãi, phân khúc hạng C và chất lượng, cùng với đó là phần option, cái phần, tính năng của xe rất là nhiều, rất là nhiều. Nó hỗ trợ, cho người lái, à, thoải mái và an toàn khi mà di chuyển trên đường các anh chị nhé. À, sơ bộ cho anh chị nắm về sản phẩm, à, thì Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các chị đã dành, à, thời gian theo dõi video. Huy xin kính chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc dưới bên phải màn hình. Huy sẽ cập nhật liên tục những cái sản phẩm mới về tại công ty để anh chị và các bạn mua về sử dụng cho gia đình mình, à, rẻ, chất lượng và đảm bảo. Huy xin kính chào và hẹn gặp lại các anh chị ạ.